Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Kabul và Washington đang trở nên căng thẳng xung quanh việc thống nhất về một hiệp ước an ninh, còn gọi là thỏa thuận an ninh song phương, nhằm cho phép Mỹ duy trì lực lượng ở Afghanistan sau thời hạn rút quân vào cuối năm 2014. Bất chấp sức ép từ phía Mỹ, Tổng thống đương nhiệm Afghanistan Hamid Karzai cho tới nay vẫn khước từ ký kết hiệp ước này. Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm qua 27 tháng 5 đã công bố kế hoạch duy trì gần 10.000 binh sĩ tại Afghanistan. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày hôm qua, ông Obama cho biết khoảng 9.800 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan sau khi quân đội chính thức rút khỏi đây vào cuối năm nay. Như vậy, con số này đã tăng so với dự định trước khi ông Obama nhóm họp với các chỉ huy quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan hôm 25 tháng 5 vừa qua. Sứ mệnh chiến đấu của quân đội Mỹ sẽ kết thúc vào cuối năm nay, bắt đầu từ năm sau. Lính Afghanistan sẽ phụ trách hoàn toàn nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho đất nước mình. Người Mỹ sẽ chỉ đóng vai trò tư vấn. Chúng tôi sẽ không đi tuần trên các con đường, tuyến phố của Afghanistan nữa. Đó là nhiệm vụ của người Afghanistan. Tuy nhiên, Washington chỉ có thể tiếp tục duy trì quân đội tại Afghanistan sau năm 2014 khi Kabul đồng ý ký vào thỏa thuận an ninh song phương với Washington. Theo đó, gần 10.000 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan trong vòng một năm và con số này sẽ giảm một nửa vào cuối năm 2015. Đến cuối năm 2016, sự hiện diện của Mỹ tại Afghanistan sẽ trở lại mức độ bình thường, tức là chỉ còn đại sứ quán. Lộ trình cắt giảm quân sự này tương tự như những gì Mỹ đã làm ở Iraq. Tuyên bố trên của Tổng thống Obama được đưa ra trong bối cảnh Afghanistan đang chuẩn bị cho vòng thứ hai của cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 6 tới. Hiện cả hai ứng viên vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống tại Afghanistan tháng 6 này là ông Abdullah Abdullah và ông Ashraf Ghani đều đã đưa ra cam kết sẽ ký vào thỏa thuận trên nếu đắc cử. Hồi tháng 2 đầu năm nay, Tổng thống Obama từng khẳng định sẽ rút toàn bộ quân tại Afghanistan vào cuối năm 2014 nếu không ký được thỏa thuận an ninh với chính quyền Tổng thống Hamid Karzai. Chỉ một ngày sau tuyên bố trên, tại hội nghị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra ở Bruxelles ngày 26 tháng 2, Tổng thư ký NATO Rasmussen cũng tuyên bố nếu không có thỏa thuận nào đạt được thì sẽ không còn một binh sĩ NATO nào ở lại Afghanistan sau năm 2014. Tại sao chỉ sau 3 tháng, người đứng đầu Nhà Trắng lại đưa ra một tuyên bố mới, mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của mình? Và nếu ông Hamid Karzai vẫn kiên quyết nói không, thì bước đi tiếp theo của Mỹ và NATO sẽ là gì? Theo nhận định của Thời báo New York ngày 27 tháng 2, nếu chỉ nghe những tuyên bố của Tổng thống Obama cũng như các quan chức NATO tại Bruxelles, thì có vẻ như Mỹ và các quốc gia NATO khác đã chuyển hướng sang thực hiện việc rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Chúng ta nhận thức được rằng Afghanistan sẽ không thể trở thành một nơi hoàn hảo và người Mỹ cũng không có trách nhiệm phải biến nó thành như vậy. Tương lai của Afghanistan sẽ được quyết định bởi người dân nước này, song điều mà Hoa Kỳ có thể làm được và sẽ làm đó là đảm bảo các lợi ích của mình và giúp người dân Afghanistan có cơ hội tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, sau những tuyên bố về việc rút quân đầy cứng rắn, thì NATO lại gửi đi một thông điệp mới. Chính ông Rasmussen đã gửi đi thông điệp này khi nhấn mạnh thêm sau tuyên bố rút quân rằng đây không phải là lựa chọn chúng tôi mong muốn. Trong 11 năm qua, quân đội của chúng ta cũng như cộng đồng quốc tế đã tiến hành một sự đầu tư chưa từng có đối với Afghanistan. Tôi muốn trả lời một câu hỏi mà tất cả những người đang có mặt ở đây muốn hỏi. Đó là liệu sự đầu tư đấy có xứng đáng hay không? Câu trả lời ngắn gọn của tôi là có, chắc chắn rồi. Và việc rút quân khỏi đất nước này cũng không phải là lựa chọn mà chúng tôi mong muốn. Lý do Mỹ và NATO muốn duy trì một lực lượng tại Afghanistan rất đơn giản. Nếu không có lực lượng ở lại, trợ giúp cho chính phủ Afghanistan và huấn luyện cho các lực lượng an ninh, nguy cơ quốc gia này rơi vào sự kiểm soát của Taliban như trước đây là rất lớn. Khi đó, lực lượng nổi loạn sẽ có động lực đánh chiếm lại phía đông Afghanistan, tái tạo một thiên đường an toàn cho các phần tử khủng bố. Đây chắc chắn là điều mà Mỹ và NATO không hề muốn sau những nỗ lực và những hy sinh suốt hơn chục năm qua. Động thái tuyên bố giữ lại quân đồn trú ở Afghanistan có thể xem là một nước bài hoãn binh của Tổng thống Obama nhằm tranh thủ thêm thời gian. Một mặt nó giúp Mỹ củng cố niềm tin đối với đồng minh trong NATO. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, Mỹ có thể tiếp tục thăm dò và tìm cách giành sự ủng hộ của vị tân Tổng thống Afghanistan, người sẽ kế nhiệm ông Hamid Karzai.
con đường đi đến ký kết một thỏa thuận an ninh lâu dài giữa Washington và Kabul dường như ngày càng khó khăn hơn. Điều này làm dấy lên khả năng NATO sẽ rút hết quân, bỏ mặc Afghanistan một mình mà không có sự hỗ trợ an ninh trực tiếp của Mỹ hoặc châu Âu. Các quan chức tình báo Mỹ đã từng cảnh báo nhiều lần về khả năng sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn, lực lượng nổi loạn cùng lắm chỉ mất một năm là có thể sẽ tái chiếm các khu vực ở phía Nam và phía Đông Afghanistan. Các chuyên gia chính sách đối ngoại cho rằng, sự trở lại của lực lượng nổi loạn sẽ trực tiếp dẫn tới bất ổn tại Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia có vũ khí hạt nhân và cùng bước vào cuộc chiến ủy thác tại Afghanistan với kỳ vọng khẳng định ảnh hưởng khu vực và giành quân át chủ bài để kiềm chế lẫn nhau. Rõ ràng là lực lượng an ninh Afghanistan đã không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình kể từ khi đảm nhận trách nhiệm bảo vệ đất nước. Con số thương vong của cả quân đội lẫn dân thường tăng mạnh trong các cuộc giao tranh với Taliban. Ngoài vấn đề đào tạo, lực lượng an ninh nước này còn đối mặt với các vấn đề khác trong việc tuyển dụng và sử dụng binh lính. Lực lượng an ninh Afghanistan hiện có khoảng 345.000 người, song mỗi năm bị hao hụt khoảng 30.000 người do đào ngũ và loại ngũ. Ngoài những hạn chế trên, còn có những vấn đề liên quan đến nguồn kinh phí để duy trì một đội quân lớn như vậy. Nguồn thu ngân sách hàng năm của Afghanistan chỉ khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, song kinh phí để duy trì bộ máy công quyền lên tới khoảng 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Hiện số tiền thiếu hụt này vẫn được Mỹ chi trả, song chưa rõ liệu Washington sẽ tiếp tục tài trợ cho Afghanistan hay không nếu hai bên không đạt được thỏa thuận an ninh. Việc Mỹ tuyên bố sự hiện diện kéo dài của binh lính Mỹ tại Afghanistan sau thời điểm cam kết rút quân là bằng chứng phản ánh một thực tế mà chính Tổng thống Obama cũng phải thừa nhận là kết thúc các cuộc chiến tranh khó khăn hơn nhiều so với phát động chúng. Tuy nhiên, tương lai của Afghanistan không phải là đã hết hy vọng khi Ấn Độ, Nga và Trung Quốc đang tiến hành thảo luận các hình thức viện trợ cho Kabul. Các nước này có đủ khả năng cung cấp tiền, vũ khí và các phụ tùng thay thế nhằm nâng cao vị thế chiến lược của lực lượng an ninh Afghanistan. Một yếu tố quan trọng khác quyết định tương lai của Afghanistan chính là cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 tới. Và kết quả của bầu cử này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với châu Âu, nơi vừa diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu khóa 8 vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, với chiến thắng thuộc về Liên minh Trung Hữu, trong khi Liên minh các đảng xã hội đứng ở vị trí thứ hai. So với kỳ bầu cử cách đây 5 năm thì dù giành được chiến thắng, song cả hai liên minh này đều mất khá nhiều ghế do lượng cử tri ủng hộ xu thế dân tộc chủ nghĩa hiện đang tăng mạnh. Thông tin chi tiết về cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm nay cũng như là tâm lý của cử tri lục địa ra xung quanh cuộc bầu cử này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong phần 2 của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Gần 30% cử tri tại 28 quốc gia châu Âu đã bỏ phiếu cho Liên minh các đảng bảo thủ và dân chủ Thiên Chúa Giáo. Với 214 trong tổng số 751 ghế, Liên minh cánh hữu đã về nhất, mở ra triển vọng chắc chắn cho ông Jean-Claude Juncker, 60 tuổi, cựu thủ tướng Luxembourg đứng đầu liên minh này. Chúng ta đã chiến thắng. Tôi thấy mình hoàn toàn thích hợp để trở thành chủ tịch mới của Ủy ban châu Âu. Liên minh các đảng dân chủ xã hội châu Âu về thứ nhì chỉ giành được 189 ghế. Như vậy là so với khóa nghị viện sắp mãn nhiệm thì tương quan không có khác biệt lớn, vẫn là phe trung hữu chiếm thế thượng vong trong nghị viện châu Âu. Khác biệt lớn được ví như cơn địa chấn trong cuộc bầu cử này là xu hướng dân tộc chủ nghĩa và chống lại một châu Âu nhất thể hóa. Tại Đan Mạch, Anh và tại Pháp, các đảng theo xu hướng dân tộc cực đoan thậm chí đã vượt lên trên tất cả các đảng khác, giành được gấp đôi số ghế trong nghị viện châu Âu khóa mới. Tuy mang danh nghĩa là cơ quan lập pháp cao nhất trong khối, nhưng quyền hạn của nghị viện EU khá hạn chế vì không có quyền chủ động lập pháp như quốc hội các nước thành viên. Dù vậy, nghị viện vẫn có tiếng nói của mình thông qua các báo cáo sáng kiến, nghị quyết và do là tổ chức duy nhất trong EU được bầu trực tiếp nên vẫn được xem là diễn đàn chung của người dân trong khối. Theo các nhà phân tích, trong cuộc bầu cử Nghị viện Liên minh châu Âu vừa qua, cử tri đã đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng họ không hài lòng với tình hình kinh tế và xã hội hiện nay tại Liên minh châu Âu. Kết quả bầu cử gây bất ngờ cũng phản ánh sự sụt giảm niềm tin của người dân, nhất là ở Pháp, Đức, vào sự thống nhất, nhất thể hóa của khối EU vốn bị coi là xa lạ, kỹ trị, lãng phí và không hiệu quả. Vậy đâu là nguyên nhân của xu hướng này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Có thể nói không ngoa rằng những lá phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu khóa 8 vừa qua là hệ quả của cuộc khủng hoảng việc làm đang làm xói mòn niềm tin của cử tri lục địa già. Điều này có thể thấy rõ ràng nhất ở Pháp và Đức, hai quốc gia được coi là những kiến trúc sư chính cho dự án châu Âu thống nhất.
Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, uy tín của chính phủ do Đảng Xã hội Cầm quyền ở Paris đã sụt giảm khá nhiều do tình trạng thất nghiệp vẫn ở mức rất cao, trong khi đó chính phủ lại cắt giảm chi tiêu để cân bằng ngân sách. Nắm bắt được tâm lý này, Đảng Mặt trận Dân tộc Pháp, một đảng mà mới đây thôi vẫn bị xem là phe cực hữu bên lề chính trị của quốc gia Tây Âu, đã vượt qua hai chính đảng truyền thống lớn nhất tại nước này để gây ra một cú sốc, một cơn địa chấn. Ngoài vấn đề tăng trưởng và việc làm, nhiều cử tri EU cũng cảm thấy bất mãn với chính sách nhập cư ồ ạt của khối. Họ lo sợ rằng trong bối cảnh EU vẫn còn chiên trong chiên ngoài trong cuộc khủng hoảng nợ công, thì gánh nặng từ lực lượng người nhập cư sẽ càng khiến gánh nặng đóng thuế của họ thêm chịu xuống. Có lẽ vì thế mà chỉ cần khẩu hiệu 26 triệu dân châu Âu đang tìm việc làm, họ đang tìm công việc gì, cũng đã góp phần giúp UKIP, một đảng chính trị hoài nghi về EU ở Anh, giành chiến thắng ngoạn mục. Châu Âu đã mắc hai sai lầm lớn. Thứ nhất là sử dụng đồng tiền chung euro vừa không có hiệu quả lại vừa gây ra hậu quả cho các nước phía Nam. Thứ hai là mở rộng biên giới với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, cho phép đi lại tự do giữa các nước giàu và các nước nghèo. Đã vậy, bộ máy hành chính công kênh của EU được cho là vừa ngốn một số tiền khổng lồ hàng năm của người đóng thuế, vừa ngày càng trở nên quan liêu. Cơ chế quản lý của EU quá phức tạp và không hiệu quả trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng cũng như đáp ứng nhu cầu của công dân. Chính điều này đã tạo đà cho xu hướng dân tộc chủ nghĩa tại châu Âu phát triển. Rõ ràng châu Âu đang đứng trước một nghịch lý, đó là xu hướng ly khai châu Âu nay đã có một vị thế nhất định trong Nghị viện châu Âu. Một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu thậm chí còn cho rằng xu hướng này đang phản ánh một tình trạng bất ổn còn nghiêm trọng hơn cả cuộc khủng hoảng kinh tế, vốn dẫn đến các biện pháp thắt lưng buộc bụng không được lòng cử tri, làm gia tăng sự giận dữ đối với Bruxelles. Thực tế này sẽ buộc lãnh đạo châu Âu và lãnh đạo của mỗi quốc gia châu Âu phải điều chỉnh hướng đi trong thời gian sắp tới. Một ngày sau khi kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu được công bố, các nhà lãnh đạo châu Âu ngay lập tức hiểu ra rằng nếu không cải tổ, họ sẽ đánh mất tầm quan trọng của châu Âu. Kết quả bầu cử là một thông điệp rõ ràng rằng Liên minh châu Âu không thể chỉ nhún vai và lại đi theo lối mòn cũ như trước được nữa. Chúng ta cần thay đổi. Chúng ta cần một cách tiếp cận để nhận biết rằng châu Âu nên tập trung vào vấn đề gì, tăng trưởng, việc làm và đừng nên cố ôm đồm quá nhiều mục tiêu. Như vậy, trước mắt bộ máy lãnh đạo mới của châu Âu sẽ phải cùng nhau hành động mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực. Họ cũng sẽ phải phối hợp với các nước thành viên để ban hành các chính sách thiết thực và phù hợp hơn với đặc điểm của liên minh tiền tệ. Ngoài ra, châu Âu cần ưu tiên thực hiện cải cách hơn nữa công tác quản trị và sự phân bổ quyền năng. Cụ thể, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ phải đánh giá lại quyền năng của liên minh và của các quốc gia. Do vậy, Bruxelles sẽ phải tập trung cải cách lĩnh vực chính sách này, nơi tác động lan tỏa của EU là rất lớn. Khu vực đồng euro cũng cần một liên minh tài chính với nền tảng dân chủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, liên minh tài chính này chỉ đáng tin cậy khi ngân sách hiện tại của EU được cải tổ mạnh mẽ, nhằm tập trung vào tăng trưởng và tạo việc làm thay vì sự phân phối không hiệu quả. Sự kiện các đảng cực hữu và theo xu hướng hoài nghi về một EU thống nhất giành thắng lợi ở một số quốc gia không chỉ đặt ra nhiều thách thức mới với liên minh cầm quyền hiện nay ở các nước có phong trào cực hữu, mà còn đòi hỏi các nhà lãnh đạo EU phải có những biện pháp khẩn cấp thúc đẩy cải cách hữu hiệu trên toàn bộ lục địa. Vì vậy, hơn bao giờ hết, vấn đề đoàn kết nội khối và việc đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân châu Âu, nhất là trong cuộc bầu cử Ủy ban châu EC thời gian tới, sẽ là một cuộc trách nhiệm đầy khó khăn đối với các thủ lĩnh chính trị đương nhiệm tại lục địa già. Chuyện đồng chuyện tay ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc 18:30 ngày mai trên sóng VTC14.